Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ design cho các bạn một bộ móng bò sữa rất là xinh xắn và đáng yêu nha. Và cũng đang rất là hot hiện nay nha các bạn. Rồi, bây giờ thì các bạn sẽ sơn cho mình này. Sơn cho mình nước đầu tiên là lớp bay nhá. Lúc nào nước đầu tiên cũng sẽ là lớp bay nha các bạn. Đây, các bạn cứ sơn lên cho mình là lớp bay trước này. Rồi sau đó thì các bạn sẽ sơn cho mình thêm một nước gạo này. Những cái móng nào mà mình sẽ chuẩn bị làm đầu móng ấy thì mình sẽ sơn thêm một nước gạo để cho cái phần móng ở bên dưới của mình nó được đẹp nha các bạn. Đó. Rồi mình sẽ vẽ đầu móng này. Các bạn không cần phải lấy bút vẽ để các bạn vẽ đâu nha. Các bạn chỉ cần dùng cái cọ vẽ, cọ sơn là các bạn có thể làm được rồi nhá. Sau đó thì mình sẽ vẽ cái phần viền trà viền đen lên trên ấy. Nên là các bạn không cần phải dùng cọ vẽ đâu nhá. Này. Mẫu này thì làm cũng rất là đơn giản thôi mà các bạn đang rất là ưa chuộng ấy. Các bạn bây giờ đang rất là thích cái mẫu bò sữa này. Nhất là những các bạn trẻ, các bạn tuổi tiên ấy thì hay thích những cái tông vẽ nhá, những cái tông mà hay vẽ cute như thế này lắm đấy bạn ạ. Nên các bạn học cách design bộ sữa để các bạn có thể thực hành lên trên tay khách nha. Chuẩn bị vào năm học mới rồi thì các bạn cũng có, các bạn là học sinh, các bạn sinh viên thì cũng có thể làm những cái bộ xinh xắn như thế này nha. Đây, rồi sau đó thì mình sẽ vẽ những cái viền đen này. Đó, mình vẽ những cái viền đen lên nha. Viền đen này thì cái đường này là mình học rồi đấy, cái đường thẳng và những cái đường cua này thì tất cả các bạn đều được học rồi đúng không? Đó. Bây giờ thì mình sẽ dùng bút chấm bi để mình vẽ cái viền đen của cái con bò sữa nha. Này, các bạn dùng bút chấm bi để vẽ sẽ nhanh hơn nhá. Nhiều bạn thì sẽ dùng bằng bút vẽ đấy, nhưng mà mình thấy bút thì nó vẽ hơi lâu. Nên là mình sẽ dùng ngay bút chấm bi này để mình vẽ cho nhanh này. Đây, các bạn có thể học theo mình để vẽ bằng bút chấm bi nha. Rất là xinh xắn luôn, rất là dễ vẽ mà rất là nhanh này các bạn này. Đó. Những cái vân trắng nào thì mình sẽ vẽ bò sữa vào đây nha. Nếu các bạn có muốn nhiều mẫu thì các bạn có thể lên trên trang TikTok của mình ấy. TikTok của mình cũng đang có rất là nhiều mẫu đính đá hoặc là vẽ hoa văn hay là vẽ phong cảnh các kiểu thì đều có nhá. Còn nếu như các bạn muốn học chi tiết hơn thì các bạn có thể đăng ký kênh của mình để những cái video tiếp theo của mình các bạn có thể nhìn thấy đầu tiên thì có thể học hỏi thêm nha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ vẽ con bò sữa này. Để con bò sữa con cái cho to nha các bạn. Đó, con to thì chúng ta lại càng dễ vẽ hơn. Đây các bạn, mình sẽ để những con to lại để mình vẽ nha. Những cái ví dụ như là mình hay vẽ những cái con vật hoặc là những cái hoạt hình ấy thì mình cũng có chỉ cho các bạn rồi đấy. Nếu như các bạn có thể quên hoặc các bạn chưa biết cách vẽ thì các bạn có thể vào YouTube của mình ấy, vào kênh của mình để các bạn có thể xem cách mình chỉ vẽ chi tiết hơn khi mình làm design trên móng này nhá. Các bạn chỉ cần có các kỹ thuật là các bạn có thể vẽ được nhé. Vì quan trọng nhất là cái kỹ thuật lúc mình đưa tay hoặc những cái mà mình sẽ phân khúc cái bộ con vật ra thì lúc đấy chúng ta vẽ rất là nhanh. Còn nếu như ta mò mẫm thì nó lâu lắm. Nếu chúng ta chờ chúng ta cứ ngồi nhìn vẽ xong người ta không biết cách là phân chia như thế nào thì lúc đấy rất là khó. Nên là các bạn sẽ có một cái phương pháp nào đó học thì các bạn sẽ học dễ hơn nha các bạn. Con bò sữa này cũng rất là dễ vẽ thôi nha. Rất là xinh đó. Nếu các bạn có muốn mình vẽ gì thêm hoặc là các bạn có muốn là học hỏi gì thêm thì các bạn có thể comment bên dưới nhé. Các bạn sẽ comment bên dưới bình luận cho mình để mình có thể biết được là các bạn đang muốn hỏi mình điều gì hoặc là muốn là mình sẽ quay những video gì thì các bạn có thể comment bên dưới cho mình nhé. Rồi,
rồi chúng ta sẽ vẽ lên mắt của nó này, mắt của chú bò sữa này. Rồi chúng ta cũng sẽ vẽ vài cái vân đường đen của con bò sữa lên đây nha. Đấy, chú bò sữa cũng phải có vân chứ đúng không nào? Đó. Rồi. Chúng ta sẽ vẽ mũi cho chú bò này. Rồi. Rồi tiếp theo là vẽ mắt nữa nha. Rồi, thế là chúng ta đã hoàn thành chú bò rồi. Đó, rất là xinh xắn phải không nào? Rồi, sau đó thì chúng ta tốp là xong nha. Đấy, chúng ta tốp là phần cuối cùng nhá. Thường thường thì là vẫn bay đầu tiên, sau đó mình sẽ sơn đến nước sơn. Sau đó thì mình sẽ tốp nha. Nhớ các bạn sẽ bao đầu móng kỹ nha các bạn. Rồi, thế này là mình đã hoàn thành một bộ bò sữa rất là xinh xắn rồi. Đó, nếu các bạn có muốn mình vẽ gì thêm thì các bạn có thể comment bên dưới nhá. Cảm ơn các bạn.